Đổ nhiêu anh? Đổ 1 triệu đi. Rồi. Mọi người ơi, chúng ta đã sắp tới nơi rồi. Mọi người có thấy hào hứng với trải nghiệm lần này không? Có. Nếu có thì hãy giơ tay thể hiện sự quyết tâm nào. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Hào hứng lên. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Em đi đâu vậy? Em muốn xuống dưới em thoáng một xíu. Tại em ngồi trên em mà. Ngoài này trời nắng, anh nghĩ em xuống em mệt hơn đó. Em ngồi trên xe em bị say xe á, em mất ói à. Với lại bây giờ trễ giờ rồi, em mà xuống nữa là không kịp đâu. Thôi em ngồi lại đi ha. Ở dưới đây có túi ni lông nè. Em gái lo giùm bảy banh nha. Đi bác tài ơi, trễ rồi. Chạy rồi. Thôi được rồi. Ủa mới hơn 700 mà. Để em có tiền cho anh. Giữ giữ đi. Tắp vô. Bà Nga bà nhắn. Cái số này là số điện thoại cũ của Nga. Bà nhắn gì vậy? Bà có nói đang ở đâu? Cây xăng hả? Cây xăng Anh Hoa quốc lộ 22. Ừ đúng rồi ha. Đi. Được rồi. Mọi người hãy thư giãn và bắt đầu nhắm mắt lại. Hãy cho bản thân mình 2 phút thật sự thoải mái. Trời ơi, sáng giờ biết bao nhiêu chiếc, làm sao mà nhớ nổi. Anh ơi, anh ráng nhớ lại giùm tụi em đi. Tại bạn tụi em bị bắt cóc trên cái xe đó đó. Anh ráng giúp tụi em được không? Bây giờ tụi em biết phải làm sao hết trơn á. Chịu thôi không á, không có nhớ nổi. Chuyện gì vậy? Người ta đưa bức hình biển số xe khách màu đỏ nào đó, nói là bắt cóc bạn của người ta. Nhưng mà bây giờ làm sao nhớ nổi. Hình như em thấy chiếc xe này á. Anh thấy đâu vậy? Có vô đây đổ xăng, nhưng mà giỏi lắm, chưa đổ xong nữa là đi rồi. Nghe đâu ở trên xe hình như là quyết tâm gì đó. Vậy là xe của Nga đã tới đây rồi. Nhanh lên với đẹp không kịp. Cảm ơn tụi anh nha. Tôi cảm ơn anh. Em ơi, nãy giờ em có nghe anh đó nói gì không? Dạ, em xin lỗi. Nãy em bị say xe quá, tự nhiên em thấy buồn nôn quá. À, vậy hả? Vậy em nghỉ chút xíu đi nha.
màu đỏ kìa. Hình như đúng biển số rồi đó, chạy nhanh lên đi. Nhanh lên coi chừng mất đuôi của nó. À, cho anh hỏi trong túi em cất gì trong đó vậy? Cho anh xin phép em kiểm tra được không? Đâu cất gì đâu anh. À, em bị say xe em tính lấy dầu gió nè. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Dạ anh ơi, trong vỏ bạn này cất cái gì em tính kiểm tra mà bạn này không cho anh. Ảnh hỏi em nói em bị say xe nên là em tính lấy dầu gió thôi mà anh. Bạn đang làm ảnh hưởng đến mọi người đó. Gì vậy? Mở túi ra coi bên trong có gì. Dạ. Gì vậy? Gì vậy? Tôi đã nói tôi lấy dầu gió mà mấy người làm gì? Tuân thủ nguyên tắc công ty chứ. Đưa cho anh ta đi. Bỏ ra. Thế vậy tôi hỏi mấy người đã đưa tụi tôi đi đâu vậy hả? Tất nhiên là đến khu xưởng để tham quan và cắm trại rồi. Đừng có mà nói dối nữa nha. Cái này là hướng đi Củ Chi, đâu phải hướng đi Bình Dương đâu. Bạn có biết mình đang nói cái gì không? Mình đang đi đúng lịch trình mà, xe cũng đang chạy mà. Đừng có mà chối nữa, chính mắt tôi thấy rõ ràng. Cái này là quốc lộ 22 mà. Mọi người phải tin tôi. Hồi nãy tụi mình vừa mới đi qua Hóc Môn xong luôn á. Cái này là quốc lộ 22 nè, đâu phải đi xuống Bình Dương đâu. Sao thì Củ Chi vậy? Sao nói là Bình Dương? Rốt cuộc là mấy người chở tụi tôi đi đâu vậy hả? Các bạn bình tĩnh lại, để mình thông báo lại. Xe vẫn đi đúng lịch trình, các bạn yên tâm.